Việt Nam đứng thứ 69 về môi trường kinh doanh. Australia thông báo phê chuẩn hiệp định CPTPP. Du lịch Đà Nẵng không còn ngủ đông. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin kinh tế 24 giờ trên kênh truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VTV. Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn đầu tư lần thứ 3 của Cuba, trong khuôn khổ hội trợ quốc tế La Habana lần thứ 36, các diễn giả Việt Nam đã tái khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại với các đối tác Cuba. Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, ông Vũ Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu những định hướng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, trong đó khẳng định chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân nước mình đầu tư vào các địa bàn có quan hệ hợp tác truyền thống, có điều kiện kinh tế tương đồng và có tiềm năng phát triển. Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, hai bên đang tiến tới ký kết một hiệp định thương mại song phương mới. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Cuba với một đối tác châu Á. Cũng trong diễn đàn này, các doanh nghiệp Việt Nam về lương thực, chăn nuôi và chế biến thực phẩm, xây dựng, du lịch, thuốc lá đều bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác mới, tăng cường quan hệ hợp tác hiện có với các doanh nghiệp Cuba, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nước bạn với công cuộc cập nhật mô hình kinh tế xã hội. Theo báo cáo xếp hạng Doing Business 2019 của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp hạng thứ 69 trên 190 nền kinh tế, tụt một bậc so với năm 2017. Báo cáo Doing Business 2019 của Ngân hàng Thế giới đánh giá các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, gồm thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép xây dựng, nộp thuế, tiếp cận điện năng, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư thiểu số, giao thương quốc tế, thực thi hợp đồng, đăng ký tài sản, vay vốn và xử lý khi mất khả năng thanh toán. Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đứng thứ 69 trên 190 nền kinh tế với 66,77 điểm trên thang điểm 100. Mặc dù giảm một bậc so với năm trước, nhưng Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam vẫn có nhiều tiến bộ, đặc biệt là lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, nộp thuế và thực thi hợp đồng. Ban quản lý dự án 2 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư khoảng 10.456 tỷ đồng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài dự kiến được đầu tư thành hai phân đoạn: Thành phố Hồ Chí Minh Trảng Bàng dài 33 km và Trảng Bàng Mộc Bài dài 20,5 km. Trong đó đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Trảng Bàng có quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 27m, tốc độ thiết kế 120km mỗi giờ. Đoạn trảng bằng một bài được đề xuất đầu tư với mô hình đường cao tốc hạn chế 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tốc độ thiết kế 80km mỗi giờ. Theo tính toán sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 10.456 tỷ đồng. Dự kiến báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được thẩm định phê duyệt vào năm 2020, thi công và hoàn thành vào năm 2025. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP với sự tham gia của 11 nền kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay, sau khi Australia ngày 31 tháng 10 chính thức thông báo đã phê chuẩn hiệp định này, trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn hiệp định. Chính phủ New Zealand, nước chịu trách nhiệm tiếp nhận thông báo của từng thành viên tham gia CPTPP, cho biết đã nhận được thông báo của Australia về việc chính thức thông qua hiệp định, cùng với New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore. Như vậy CPTPP đã được 6 nước tham gia phê chuẩn, đủ để hiệp định có hiệu lực sau 60 ngày theo quy định. Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand David Parker nêu rõ, việc Australia phê chuẩn CPTPP đã khởi động giai đoạn 60 ngày để hiệp định này đi vào hiệu lực và các thành viên thực hiện đợt cắt giảm thuế quan đầu tiên. CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng gần 500 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội GDP khoảng 10.100 tỷ đô la Mỹ, chiếm 13,5% GDP thế giới. Cũng liên quan tới việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Theo dự kiến, trong phiên làm việc ngày 2 tháng 11, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Sau đó, phó thủ trưởng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo thuyết minh CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn giàu trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn CPTPP và các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này. Ngày 5 tháng 11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn CPTPP và ngày 12 tháng 11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn CPTPP. Tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế hồi giáo toàn cầu diễn ra ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, những doanh nhân Ả Rập cho rằng các nền kinh tế hồi giáo có thể đóng góp viện trợ nhân đạo nhiều hơn cho Liên hợp quốc. Đây được xem là nỗ lực của các quốc gia hồi giáo Trung Đông nhằm khắc phục hậu quả những thảm họa nhân đạo từ Syria đến Yemen, trong khi đó các nhà tài trợ phương Tây truyền thống như Mỹ gần đây đã có dấu hiệu hạn chế tài trợ cho một số chương trình viện trợ nước ngoài. Liên hợp quốc đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn trong nhu cầu tài trợ cho những người tị nạn trong năm nay. Theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, yêu cầu ngân sách hàng năm lên tới 8,5 tỷ đô la, nhưng trong năm nay, phần đóng góp của các quốc gia chỉ đáp ứng 55% số tiền đó. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng cho hội trợ xuất nhập khẩu quốc tế đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11. Hội trợ có sự tham gia của hơn 3.000 doanh nghiệp từ hơn 130 quốc gia và khu vực, với quy mô trưng bày hơn 200.000 m2, tập trung vào 6 lĩnh vực chính thiết bị công nghệ thông minh điện tử gia dụng công nghệ xe hơi phụ kiện và hàng tiêu dùng nông sản và thực phẩm thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đây là hội trợ xuất nhập khẩu quốc tế đầu tiên của trung quốc và theo kế hoạch sẽ được tổ chức thường niên giới chuyên gia nhận định hội trợ do trung quốc tổ chức lần này sẽ góp phần thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục cải cách mở cửa của trung quốc Những tháng cuối năm thường được xem là mùa ngủ đông của du lịch Đà Nẵng, do thời điểm này là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với những sản phẩm du lịch mới và chiến lược xúc tiến cụ thể, điểm đến này đang dần khắc phục được tính thời vụ. Với lượng khách đến với những tháng thấp điểm vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Thời tiết tốt, điểm đến đẹp với những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo. Đó là lý do vì sao cặp đôi này quyết định chọn Đà Nẵng làm địa điểm chụp ảnh cưới để lưu lại kỷ niệm cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mình với cho mình chọn uh, địa điểm Đà Nẵng là vì có nhiều địa điểm chụp đẹp với lại thời tiết cũng đẹp có các địa điểm nổi tiếng như là Bà Na, Cầu Vàng với lại biển khá là xanh sạch đẹp Trước đây, điểm đến dường như chỉ dành cho mùa hè này thường vắng khách từ tháng 9 đến tháng 12 Nhưng vài năm trở lại đây du lịch Đà Nẵng đang dần khắc phục được tính thời vụ Tuy không bằng mùa cao điểm hè nhưng thời gian này Đà Nẵng vẫn tấp nập du khách. Cơ sở hạ tầng cao cấp phát triển cũng như là cái thời tiết của miền Trung cũng may mắn là gần đây nó cũng ít bị ảnh hưởng nên là các tour như là khởi hành hàng ngày à, đi đến những cái điểm nổi tiếng mà từ Đà Nẵng đi trong ngày thì rất là đông khách. Cái thời gian như trước đây gọi là thấp điểm nhưng hiện nay số lách đến thành phố của chúng ta càng ngày càng tăng à, cái số lượng thống kê của sở du lịch cũng giống như đơn vị của chúng tôi thì lượng khách cũng tăng khoảng 15% so với cái nguyện năm ngoái. Hiệu quả công tác xúc tiến quảng bá và nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng đang giúp Đà Nẵng khai thác hiệu quả loại hình du lịch kết hợp hội thảo, sự kiện vốn ít chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Nhiều dòng khách hơn, đa dạng khách hơn, thay vì như những truyền, những khách truyền thống và những chương trình truyền thống, chúng tôi đưa ra những cái chương trình Uh, du lịch mai, hội nghị kết hợp uh, du lịch. Để đa dạng thị trường và tăng tỷ trọng dòng khách cao cấp, ngoài 32 đường bay quốc tế hiện có, trong cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ có thêm 3 đường bay trực tiếp kết nối với Quảng Châu Trung Quốc, Osaka Nhật Bản và Doha Qatar. Ngành du lịch cũng đã tham mưu cho thành phố uh, một cái kế hoạch để đa dạng hóa thị trường, uh, trong đó có thể um, tập trung uh, khai thác các cái thị trường À, tiềm năng à, như là Ấn Độ, Úc, à, Tây Âu à, trong thời gian tới và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục triển khai các cái hoạt động tại các cái thị trường truyền thống à, để có thể đảm bảo ổn định cái dòng khách cuối năm là mùa cưới là thời điểm dồn dập các sự kiện, hội nghị tổng kết và cũng là kỳ nghỉ đông của nhiều thị trường khách quốc tế có thể thấy du lịch Đà Nẵng đang khai thác đúng hướng đúng phần khúc khách mà sự bất lợi của thời tiết nếu có cũng không mấy tác động đến việc quyết định điểm đến của họ. Đến đây, chương trình kinh tế 24 giờ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.